Nghe được rõ chưa ạ? Nếu các anh chị nghe rõ, các anh chị comment rõ giúp mình và chúng ta sẽ bắt đầu các anh chị nhé. Rồi, lời nói đầu tiên xin là xin chào tất cả các anh chị có mặt trong cái phòng Zoom ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về cái chủ đề là sản phẩm chủ lực của cái dự án Rosumer của chúng ta là gì. Thì mình muốn chia sẻ các anh chị sản phẩm chủ lực của cái dự án Rosumer chúng ta chính là bữa ăn hạnh phúc. Chính là bữa ăn hạnh phúc. Và với bữa ăn hạnh phúc này thì chúng ta có thể kinh doanh và đạt được mọi vị trí trong công việc kinh doanh Amway. Tại sao có thể nói là như vậy? Tại vì là khi mà chúng ta ngày xưa đó anh chị, là Amway đầu tiên kinh doanh chỉ có một chai LOC thôi. Thì anh chị biết là giá trị của chai LOC đến thời điểm này là nó chỉ có nằm khoảng 149.000 thôi. Còn là sản phẩm bữa hạnh phúc của chúng ta là nằm tầm khoảng là 2.3 triệu. Đó là một bữa hạnh phúc. Vậy thì với doanh số như thế thì đảm bảo cho các anh chị một điều, là chắc chắn một điều là tất cả các anh chị đều có thể trở thành mọi cấp bậc được từ cái bữa ăn hạnh phúc này luôn. Vậy thì rõ ràng là chúng ta gắn với đời sống người tiêu dùng của chúng ta, là sáng thức dậy là mình phải ăn, thì tạo ra được một cái doanh số cực kỳ lớn, và chúng ta trở thành một cái thói quen của những người ăn bữa hạnh phúc này để mà đi kinh doanh. Ngoài ra thì khi chúng ta có sức khỏe, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta đã có bữa ăn sáng rồi thì chúng ta có thể kinh doanh tất cả những mặt hàng khác. Cũng tốt, không sao các anh chị nhé, cũng được luôn. Rồi, thì điều đầu tiên mình muốn chia sẻ các anh chị, điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta, điều gì quan trọng nhất đối với chúng ta ngày hôm nay. Nếu các anh chị xem sức khỏe là con số 1, thì tất cả những thứ còn lại như là sự nghiệp, địa vị, rồi của cải, xe cộ, nhà cửa, con cái, gia đình, nó chính là những con số 0 nằm ở phía sau. Và anh chị thấy đó, nếu như mà những số 0 nằm ở phía sau, cho dù nó dài cỡ nào đi nữa, mà đằng trước nó không có con số 1 rồi á, thì tất cả những con số 0 đằng sau nó trở nên vô nghĩa, nó không có ý nghĩa gì cả khi mà những con số 0 nó nằm đằng sau. Vậy thì tại sao? Tại vì chúng ta chỉ có một nơi duy nhất để trú ngụ thôi. Một cái nơi duy nhất để chúng ta gọi là ẩn nấp và gọi là trú ngụ ở đó, đó chính là sức khỏe của chúng ta, đúng không các anh chị? Khi sức khỏe không còn nữa thì có nghĩa là chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta cũng sẽ rời đi. Đó là lý do tại sao mà cái đầu tư khôn ngoan nhất trong thế kỷ này, đó là đầu tư cho sức khỏe và trí tuệ các anh chị. Có sức khỏe rồi chúng ta sẽ làm ra tiền. Khi chúng ta còn khỏe mạnh anh chị, thì sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ, con cái, nó được gọi là tài sản. Nhưng mà khi chúng ta không còn nữa thì nó không được gọi là tài sản nữa, mà nó được gọi là di sản, đúng không? Các anh chị cũng thấy được điều đó. Mà sức khỏe thì đến từ nhà bếp chứ không phải đến từ nhà thuốc. Các anh chị phải hiểu cái câu này nữa. Sức khỏe đến từ nhà bếp chứ không phải đến từ nhà thuốc. Các anh chị nhớ điều đó. Cho nên chúng ta hiểu một điều là nhà bếp chúng ta tốt thì sức khỏe chúng ta tốt. Đó. Còn có vấn đề là chúng ta uống thuốc càng nhiều là sức khỏe càng kém các anh chị. Rồi, mình hỏi các anh chị là cái nguyên nhân gây ra bệnh tật là gì? Những gì mà chúng ta ăn hàng ngày đó là quyết định số phận của chúng ta, chứ không phải là sự may mắn ngẫu nhiên các anh chị. Chúng ta ăn ít nhất là 3 lần trong một ngày. Cho nên là những gì chúng ta ăn á, là cái cơ thể chúng ta chính là những gì chúng ta ăn. Hay còn gọi là cái cuộc đời chúng ta chính là những gì chúng ta nghĩ. Nó cũng là đúng. Ví dụ ngày hôm nay mình bắt 2 con gà, gà thả giường các chị, gà ta. Một con á, thì cho lên cái chuồng cho ăn thức ăn công nghiệp. Còn một con á, thì vẫn ở dưới đất và ăn á, là thức ăn tự nhiên. Vậy thì 6 tháng sau nếu mà chúng ta test ra đó, thì thịt 2 con gà này nó không còn giống nhau nữa. Là tại vì chính vì cái nguồn thức ăn nó ăn khác nhau cho nên cái thịt con gà nó khác nhau. Vậy thì cơ thể con người cũng vậy các anh chị. Ví dụ như người ăn nhiều dầu mỡ thì cái cơ thể không thể nào mà khỏe mạnh bằng cái người ăn nhiều cái protein hoặc ăn nhiều cái thực vật rồi. Cho nên đó, kết quả cơ thể sẽ khác nhau hoàn toàn. Vậy thì có phải rằng là chúng ta ăn cái gì là quyết định sức khỏe chúng ta cái đó, đúng không chị? Đó. Vậy thì anh chị cho mình hỏi là hàng ngày á, các anh chị bắt đầu bằng bữa ăn sáng gồm những sản phẩm gì? Có phải là chúng ta ăn là như là bánh mì nè, như hủ tiếu nè, phở nè, bánh canh nè, rồi hả bún bò Huế nè, rồi xôi nè. Đó là những cái sản phẩm rất là cơ bản mà chúng ta ăn hàng ngày. Vậy đặt một cái câu hỏi xem là những cái sản phẩm này á, có đủ chất dinh dưỡng cho mình một ngày không? Có đủ chất dinh dưỡng cho mình buổi sáng không? Một ngày chúng ta cần ăn nửa kg rau tươi. Mà các anh chị thấy nếu 3 bữa ăn như thế này thì làm sao cung cấp được nửa kg rau tươi và 5 loại màu sắc khác nhau cho chúng ta được? Cho nên chắc chắn chúng ta sẽ thiếu. Thiếu đó là chúng ta thiếu vitamin, thiếu khoáng chất.
Đó, và mình cho anh chị xem là chúng ta thiếu cái gì mà chúng ta thừa cái gì anh chị nhé. Thiếu nè, thiếu vitamin, thiếu khoáng chất, đó, thiếu chất xơ, thiếu nước, thiếu vận động. Đó, anh chị thiếu những cái đó đó. Còn anh chị thừa cái gì? Anh chị thừa các chất bảo quản như là phọt môn, phèn the, hóc môn, dầu mỡ, đó, cholesterol, độc tố như là thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, thuốc diệt cỏ, gốc tự do, stress, căng thẳng đầu óc. Chúng ta thiếu rất là chúng ta thừa rất là nhiều những thứ không cần thiết, mà chúng ta thiếu rất là nhiều những thứ cần thiết các anh chị. Đó, vậy thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta bù đủ những gì chúng ta thiếu, và làm sao chúng ta có thể bổ sung, gọi loại bỏ những gì chúng ta thừa. Các anh chị biết không, có một nhà hóa học người đã đoạt giải Nobel y học năm 1991, ông ta tên là Wallace, đoạt giải Nobel y học luôn. Thì ông ta nghiên cứu trên 1.500 xác chết, trong đó có cả xác chết động vật lẫn thực vật luôn các anh chị. Thì phát hiện ra một cái điều mà làm cho người ta kinh ngạc luôn chị. 80% các xác chết đó không phải do già mà chết các anh chị, mà 80% các xác chết đó do thừa độc tố mà thiếu vi chất mà chết các anh chị. Vậy thì có nghĩa là 80% người chết đi là họ chưa tới độ tuổi chết, mà 80% người chết đi á là do họ bị thừa độc tố, thừa những chất không cần thiết và thiếu những chất cần thiết mà chết. Các anh chị thấy một cái sự thật có phải là giật mình không ạ? Đó, cho nên cái giải Nobel về y học của ông Wallace á, nó nói lên một điều là nếu như chúng ta bổ sung đủ những cái vi chất và chúng ta loại bỏ những cái chất độc hại trong cơ thể chúng ta, thì 80% con người đó sẽ không chết và tuổi thọ con người sẽ được nâng lên rất là nhiều. Đó, đó là lý do mà mình muốn chia sẻ với các anh chị. Và có một cái quy luật đang tồn tại với chúng ta hiện nay là gì các anh chị biết không ạ? Cái vấn đề ngày xưa các anh chị là người ta gọi là sinh lão bệnh tử, tức là nó có một cái quy trình sinh rồi mới lão rồi mới bệnh rồi mới chết. Còn bây giờ cái quy trình nó ngược lại anh chị, đó là sinh bệnh lão tử, có nghĩa là sinh ra còn nhỏ xíu đã bệnh rồi, rồi bệnh xong thì từ đó mới già đi rồi mới chết. Và bây giờ các anh chị thấy còn nhỏ mà đã dậy thì rất là sớm, bệnh ung thư rất là trẻ tuổi luôn, mà có rất nhiều người nói rằng là những cái người bệnh đó là do làm cái này làm cái kia, nhưng vấn đề không phải như vậy không các anh chị. Còn ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường, rồi yếu tố ảnh hưởng trong bụng mẹ và rất là nhiều yếu tố khác nữa, cho nên cái chuyện mà họ bệnh từ nhỏ là cái chuyện rất là bình thường luôn. Thậm chí các anh chị biết luôn, nếu mà dậy thì sớm á, là có nghĩa là rụng trứng sớm á, mà trên cái cuộc đời của con người phụ nữ anh chị, nó có số lượng trứng nó nhất định, mỗi một chu kỳ kinh nguyệt là rụng một trứng. Vậy thì chị nghĩ coi, nếu mà dậy thì sớm tới mấy năm thì sẽ mất bao nhiêu cái trứng? Vậy thì dậy thì sớm thì sẽ mãn kinh sớm, mãn kinh sớm thì vấn đề lão hóa sớm và họ già sớm, họ trở thành bà già ở tuổi rất trẻ. Các anh chị nên nhớ điều đó. Đó là cái hậu quả các anh chị nhé. Và thậm chí các anh chị biết bây giờ là hồi xưa là người ta nói là cái tỷ lệ mà những người mà gọi là mà thế giới thứ ba đó không có nhiều, nhưng mà bây giờ cái thế giới thứ ba thì nhiều quá, đôi khi họ ăn phải những cái loại thịt mà người ta gọi là siêu nạc chẳng hạn, là người ta kích thích cho cái vấn đề hóc môn trong thực phẩm nhiều quá, cho nên người ta dễ bị lận ăn ăn phải, trong khi là mới chích con heo vào buổi sáng thì buổi chiều đã giết thịt rồi, cho nên người ta vẫn có thể là ăn phải những hóc môn đó và làm thay đổi rất là nhiều cái giới tính của người ta các anh chị. Đó rồi các anh chị xem đây, đây là có hai cái bộ đầu lòng. Người ta khỏe không phải là nhìn cái ngoài mặt khỏe các anh chị, mà trong cái bộ đầu lòng của mình nó là một cái công xưởng, nó là một cái bộ máy. Nó khỏe hay không á là do cái bộ đầu lòng mình có khỏe hay không các anh chị. Tại vì trong cái bộ đầu lòng này nó có lục phủ và ngũ tạng, nó gọi là tim gan tỳ phế thận. Trong này chỉ cần hư một món thôi là coi như chúng ta cũng hư toàn diện rồi. Đó, cho nên là phải xem coi ở bên trong của mình đó là một cái công xưởng. Đó thì cái gọi là cái cơ thể chúng ta nó giống như cái bộ máy vậy anh chị, nó hoạt động. Đó, nó hoạt động, nó lục phủ ngũ tạng chúng ta nó hoạt động, nó giống như là những cái bộ máy là quan trọng nhất. Và nếu nó không được làm sạch sẽ, nó không được bổ sung đầy đủ thì tất nhiên chức năng nó sẽ kém và nó sẽ làm việc một cách mệt mỏi và nó làm việc một cách quá tải. Ví dụ như gan mà độc tố nhiều quá nó cũng sẽ bị liệt thôi. Đó, thận mà nhiều sạn nhiều sỏi quá thì nó cũng phải bích thôi. Phổi mà nhiều khói thuốc lá quá thì nó cũng phải gọi là kém chức năng thở thôi, oxy thôi. Đường ruột mà độc tố nhiều quá thì nó cũng sẽ bị hư thôi. Đó, lý do đơn giản vậy các anh chị. Rồi, lời khuyên cho chúng ta là gì? Người ta thường thờ ơ với những cái thói quen ăn uống xấu ảnh hưởng đến sức khỏe các anh chị.
Cách duy nhất để cải thiện vấn đề sức khỏe là không phải là dùng thuốc, mà là cải thiện cái vấn đề chúng ta ăn uống. Chúng ta nên nhớ một điều, không phải là bệnh cái là chúng ta đi uống thuốc nha anh chị. Hôm nay các anh chị có giấy bút, các anh chị ghi lại đi. Cái quan niệm này mình chia sẻ cho các anh chị là rất là dễ nhớ luôn. Mình thí dụ như có một cái bức tường, các anh chị có một bức tường. Và ngày hôm nay có một cái bức tường mà anh chị làm lủng cái bức tường đó. Thì theo anh chị là lấy cái gì để mà vá cái bức tường đó? Có phải là anh chị phải lấy là gạch đá, xi măng, cát, gạch ống để các anh chị vá không? Tại vì bức tường nó được làm bằng gạch đá, xi măng, cát, gạch ống. Vậy thì ngày hôm nay á, các anh chị nhìn ha, cái tay của anh chị, cái ruột của anh chị nó bị tổn thương. Có nghĩa là cái tế bào tay, cái tế bào ruột, cái tế bào gan bị tổn thương đi. Thì thường á, bị tổn thương là bị bệnh đó. Và những tế bào nó bị méo mó đi á, những tế bào nó bị mất đi á, nó cũng giống như là bức tường bị lủng vậy đó. Thì các anh chị biết không, đa số chúng ta lại đi ra nhà thuốc Tây để mua thuốc về chúng ta uống vào. Có nghĩa là chúng ta muốn lấy cái thuốc để vá cái chỗ đó. Nhưng các anh chị đâu có biết, thuốc là chỉ để diệt nấm, vi khuẩn, virus và giảm đau thôi, nhất thời thôi. Chứ còn cái chỗ đó mà muốn vá được á, là phải dùng chất dinh dưỡng để vá. Tại vì bản thân tế bào không phải được làm bằng thuốc các anh chị. Bản thân các anh chị bị tổn thương ở đâu là tế bào bị tổn thương ở đó. Thì bản thân tế bào được làm bằng chất dinh dưỡng. Từ lúc các anh chị còn một đứa bé, các anh chị phải bú sữa, các anh chị phải ăn cháo, các anh chị phải ăn cơm. Thì tế bào của mình nó mới được nhân đôi, nhân đôi, nhân đôi, nhân đôi, và chúng ta lớn tới ngày hôm nay. Vậy thì khi tế bào bị tổn thương thì mình phải dùng chất dinh dưỡng để bồi dưỡng và sửa chữa nó chứ. Tại sao chúng ta lại lấy thuốc để mà bồi dưỡng và sửa chữa nó? Đó có phải là một cái quan niệm sai lầm không? Đó, cho nên nếu như anh chị học được quan niệm này á, anh chị sẽ coi trọng thức ăn, coi trọng dinh dưỡng hơn là thuốc. Trong bệnh viện á, nó có một cái khoa, nó gọi là khoa điều trị. Sau cái khoa điều trị thì sẽ chuyển qua là khoa điều dưỡng. Có nghĩa là người ta phải đầy đủ chất dinh dưỡng, người ta mới mau hết bệnh. Chứ không phải ta uống thuốc nhiều, ta mau hết bệnh. Các anh chị lưu ý nhớ điều đó, các anh chị nha. Rồi, tiếp tục ạ. Các anh chị, đây là một cái tháp dinh dưỡng nè, anh chị nhớ nha. Hàng ngày thì các anh chị phải ăn ngũ cốc. Tức là những cái 5 loại đậu á, là chiếm từ 300 đến 500 gram. Tức là tầm khoảng từ 300 đến 500 gram. Rau xanh á, là từ 100 đến 300 gram. Trái cây thêm 100-200 nữa, có nghĩa là phải nửa ký, khoảng nửa ký trái cây và rau củ quả, các anh chị nhớ. Rồi những cái thực phẩm như là chất béo thì có dâu ua 2 đến 3 hũ nè. Thịt cá, trứng, đậu là từ 200 đến 300 gram nè. Rồi dầu ăn, tức là chất béo mà thuộc dạng dầu ăn đó anh chị, thì các anh chị từ 15 đến 25 gram thôi là rất là nhiều rồi. Đó, và cơ thể các anh chị cần tới khoảng 46 loại chất dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày là anh chị. Thì đặt ra cái câu hỏi là mỗi ngày chúng ta đã ăn đủ hay chưa? Nếu chúng ta chưa có ăn đủ á, thì chúng ta, cơ thể chúng ta sẽ như thế nào? Nó sẽ không đủ chất, thừa độc tố và lão hóa nhanh, tuổi thọ kém. Và ngày hôm nay chúng ta có tiền rồi, chúng ta cần gì các anh chị? Hồi xưa là ăn no mặc ấm là đủ. Sau này thì ăn ngon mặc đẹp. Và mình tin chắc là trong tương lai á, nó sẽ là ăn khỏe và mặc modern. Thì ngày hôm nay các anh chị thử kiểm tra xem là mình đã ăn khỏe và mặc modern hay chưa. Thì các anh chị sẽ xem anh chị ha. Rồi, vậy thì ăn khỏe thì có một cái giải pháp nào để chúng ta cung cấp được á, là khoảng từ 46 đến 60 chất dinh dưỡng mỗi ngày chúng ta hay không? Thì mình muốn giới thiệu với anh chị đó là bộ sản phẩm bữa ăn hạnh phúc các anh chị. Bộ sản phẩm bữa ăn hạnh phúc này á, nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa ba sản phẩm: protein, chất xơ và body K. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các anh chị protein. Protein đó, một muỗng protein là có 8 gram chất đạm cao cấp. Rồi, là một sự liên kết độc đáo của chất đạm có trong đậu nành, lúa mì, lúa mạch và đậu Hà Lan. Tại vì nó phải liên kết ba thứ này lại với nhau thì nó mới đủ 9 loại axit amin thiết yếu và 20 loại amino acid. Dễ tiêu hóa, dễ sử dụng theo báo cáo của nhiều nhà nghiên cứu khoa học toàn cầu. Từ khẩu phần ăn giúp cho bạn hạn chế được rất là nhiều cái việc mà chúng ta phải ăn quá nhiều. Tại các anh chị biết không, khi mà các anh chị ăn rất là nhiều, nó gọi là thực phẩm thô. Thực phẩm thô thì các anh chị, cơ thể anh chị rất là mệt. Bữa nào không tin các anh chị ăn no đi xem các anh chị có mệt hay không. Tại sao vậy? Tại vì cơ thể các anh chị cần một cái lượng năng lượng rất là lớn để tiêu thụ, để mà tiêu thụ cái lượng thức ăn đó. Cho nên anh chị sẽ thấy mệt. Còn ngày hôm nay các anh chị ăn cái thực phẩm này, nó giống như là thực phẩm dành cho phi hành gia vậy đó anh chị. Các anh chị ăn một son cháo luôn thì cũng chỉ bằng uống một muỗng protein này thôi. Cho nên là giữa cái hàm lượng nó khác nhau hoàn toàn. Cái chất lượng bên trong cái hàm lượng này nó nhỏ, nhưng mà chất lượng nó nhiều, thì anh chị ăn nó vẫn đủ chất các anh chị. Đó, đó là lý do tại sao mà mình nói là dinh dưỡng dành cho phi hành gia thì khác. Hôm nay anh chị ăn cá, ăn thịt là nó phải thủy phân 2 lần.
thì nó mới thành chất dinh dưỡng đi vào tế bào các anh chị. Còn hôm nay chúng ta uống cái chất dinh dưỡng này nó ngay lập tức đi vào tế bào của mình luôn. Vậy thì có phải là chúng ta dùng ít hơn mà hàm lượng nó cao hơn, đúng không ạ? Đó. Sản phẩm thứ hai là hôm qua mình có giảng rồi, đó chính là chất xơ. Và mỗi viên một chất xơ này đó là chứa tới 10 loại chất xơ, 5 loại tan và 5 loại không tan. 1,7 gram chất xơ là anh chị, và chứa thành phần là probiotic, FOS, là hỗ trợ sức khỏe đường ruột rất tốt. Tại sao? Probiotic này chính là cung cấp lợi khuẩn và thức ăn cho lợi khuẩn, có lợi cho đường ruột của các anh chị. Bất kể vấn đề gì, chúng ta có vấn đề về đường ruột mà chúng ta đều cần phải có lợi khuẩn. Giữa lợi khuẩn và hại khuẩn nó đấu nhau rất là nhiều, nhưng mà con nào nhiều thì con đó thắng các anh chị. Lợi khuẩn càng nhiều, thức ăn càng dễ bị tiêu hóa và tốt cho sức khỏe các anh chị. Rồi, bao gồm chất xơ hòa tan và không hòa tan từ 13 loại rau củ quả khác nhau. Hỗ trợ chức năng tiêu hóa nè, giúp duy trì sức ổn định cholesterol trong máu nè, duy trì đường huyết ổn định nè. Hôm qua mình đã giảng rồi về chất xơ, hôm nay lại không lặp lại nữa các anh chị nha. Rồi, sản phẩm thứ ba là gì? Đó là Body K. Có Body K có 15 gram chất đạm trong một bịch, 5 gram chất xơ, 12 vitamin, 13 khoáng chất, với sự cân bằng của các chất đạm, xơ và 25 loại vitamin, khoáng chất giúp bạn no lâu hơn, duy trì cơ bắp, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cho chúng ta năng động trong một ngày. Khi pha với sữa tách béo, công thức độc quyền của Body K đáp ứng tất cả các yêu cầu dinh dưỡng về một bữa ăn hoàn thiện và cân bằng tốt, thỏa mãn cơn đói, đồng thời vẫn giữ được hương vị thơm ngon. Đó. Vậy thì tổng hợp ba loại này lại thì chúng ta có cái gì? Các anh chị xem về công dụng của bữa ăn này, về công dụng của bữa ăn hạnh phúc này, các anh chị thấy là một cái ly bữa ăn hạnh phúc nè, có dưỡng chất thực vật, có chất xơ, có protein, có chất béo, vitamin rất là nhiều. Và các anh chị biết nó tiện lợi cỡ nào không? Chỉ cần anh chị pha trong vòng 10 giây là có bữa ăn rồi. Lỡ chúng ta quên, chúng ta đi vô cơ quan, chúng ta vẫn pha 10 giây là có bữa ăn mà chúng ta không có mất tiền trong việc ăn uống. Chúng ta không phải banh hộp cơm ra ăn hoặc là banh tô bún ra ăn, mà chúng ta chỉ cần lắc lên và dùng một cái ly là xong. Tiện lợi, có thể dùng mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là rất là khoa học các anh chị, tại vì nó đủ 5 nhóm chất đạm, đường, gluco đấy, lipid, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước. Đủ 5 nhóm chất và cộng lại nó được tới 60 loại vi chất dinh dưỡng lận anh chị ơi. An toàn và không chứa độc tố, giống như sản phẩm bên ngoài. Đó. Và công dụng của cái bữa hạnh phúc này là gì? Rất tốt cho những người táo bón, bệnh trĩ, có vấn đề về đường ruột, đại tràng, trực tràng. Và đặc biệt các anh chị ăn 3 ngày thì giúp đường ruột các anh chị thông thoáng. Các anh chị có thể đi vệ sinh đều mỗi ngày, giống như cái tiêu chuẩn 5 sao mà ngày hôm qua mình giảng trong chất xơ vậy đó. Ăn 7 ngày thì giúp sức lực chúng ta trở lại. Ăn 30 ngày là nâng cao hệ miễn dịch. Ăn 6 tháng thì cơ thể hoàn thiện các anh chị. Ăn 6 tháng cơ thể chúng ta là sẽ hoàn thiện rất là rõ rệt luôn. Tại vì chúng ta ăn cái gì thì tế bào cơ thể chúng ta sẽ là cái đó. Và các anh chị biết đây là hình ảnh gì không ạ? Toàn bộ 38 thí sinh qua hậu vào vòng chung kết thì đều dùng dinh dưỡng bữa ăn hạnh phúc này của Amway. Và hiện nay là Chí Tài nè các anh chị, Chí Tài nè, Bảo Trung nè, ca sĩ Lâm Chấn Khang nè, và rất rất nhiều nghệ sĩ tự nguyện dùng dinh dưỡng này của Amway, không hề có một đồng quảng cáo nào hết anh chị. Tại vì họ dùng quá tốt, dùng cái sản phẩm Nutrilite là số 1 trên toàn thế giới và tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Theo các anh chị, một cái sản phẩm dinh dưỡng mà không tốt đó có được tài trợ cho cuộc thi là sức khỏe và sắc đẹp giống như cuộc thi Hoa hậu không ạ? Thậm chí đó, cuộc thi Hoa hậu nó còn là biểu hiện của sự thông minh nữa anh chị. Cho nên là rất là nghiêm ngặt. Mà đặc biệt các anh chị biết là những người mẫu, những hoa hậu thì họ rất là sợ cái vòng 2 họ tăng trưởng, thì họ mặc đồ không còn đẹp nữa. Thì ở đây á, khi mà 98% các thí sinh hoa hậu này họ chia sẻ cái cảm nhận là từ lúc họ dùng cái dinh dưỡng này, sức khỏe họ nâng cao một cách rõ rệt, họ khỏe hơn và họ có một cái vòng eo đẹp hơn. Họ sử dụng cái sản phẩm này, họ tự tin hơn và đồng thời họ sức khỏe họ rất là tốt các anh chị. Đó là lý do tại sao mà các anh chị hãy hình dung là bữa ăn hạnh phúc này nó tốt như thế nào. Đó, vậy thì các anh chị đồng ý là cái quy trình làm kinh doanh Amway này không khó. Tối ngày mai thì mình sẽ chia sẻ cái quy trình làm việc cho các anh chị. Không biết các anh chị có hào hứng là nghe cái quy trình làm việc đơn giản thông qua cái việc ứng dụng Zoom này không anh chị? Quy trình nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta hiểu được cái quy trình này thì ai cũng có thể kiếm tiền. Chúng ta từ một cái điện thoại di động, chúng ta ngồi một chỗ ở nhà, chúng ta cũng có thể kiếm được tiền luôn. Kinh doanh Amway là tiêu dùng đã có thể kiếm được tiền, chứ không phải là chúng ta nhất định phải làm cái gì ghê gớm hết anh chị. Cuộc sống ta tự nhiên là tiêu dùng có thể kiếm được tiền rồi anh chị nha. Rồi, mình rất là cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị ngày hôm nay.
Và các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi, muốn thắc mắc thì các anh chị cứ đặt câu hỏi cho mình và những anh chị em ở đây các anh chị nhé. Và chúc cho các anh chị có một cái gia đình nhiều sức khỏe và sớm thành công trong cái sự nghiệp kinh doanh tuyệt vời, tiêu dùng thông minh thành công toàn diện mà các anh chị đã chọn. Rồi, mình muốn là giao lưu với một số các anh chị nữa. Các anh chị cho mình hỏi là có anh chị nào là đang sử dụng chất sơ, xin lỗi chị, bữa ăn hạnh phúc mà cảm thấy tâm đắc và tâm huyết, xin các anh chị hãy các anh chị hãy chia sẻ cái cảm nhận được không ạ? Anh chị nào muốn chia sẻ thì mình sẽ là người hướng dẫn và bật mic cho anh chị để các anh chị có thể chia sẻ. Ai là người tâm đắc có thể giúp mình là chat, giúp mình chat cái bữa ăn hạnh phúc này, ai đang dùng mỗi ngày và cảm thấy tâm đắc, cảm thấy là có điều gì mình cảm thấy thích từ bữa ăn hạnh phúc này ạ. Xin mời ạ. Rồi, Thanh Nguyễn thế nào em? Thanh Nguyễn thì dùng thế nào em? Anna Trà Giang thế nào em? Ok, Anna Trà Giang là dùng rất là nhiều nè. Rồi, Thanh Nguyễn nè. Rồi, anh Hùng Nguyễn, anh có dùng bữa ăn hạnh phúc chưa ạ? Rồi, ok. Bây giờ xin mở lên để cho Anna Trà Giang chia sẻ là Anna Trà Giang tâm đắc gì bữa hạnh phúc và mỗi một ngày thì Anna Trà Giang dùng bữa hạnh phúc lúc mấy giờ và Anna Trà Giang dùng bữa hạnh phúc này cho ai trong gia đình được không các anh chị? Rồi. 20 loại amino acid nha anh Hùng nha. Rồi, sẽ bắt đầu với phần chia sẻ của Anna Trà Giang. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ Anna Trà Giang nha. Rồi, một chút xíu nữa mình muốn mời cái phần chia sẻ của anh Tình. Bữa nay anh Tình đã giúp được một cái người em gái của mình có vấn đề về bệnh ca, đã tận hưởng và sử dụng sản phẩm Nutrilite với số tiền gần 8 triệu đồng, 7 triệu mấy, gần 8 triệu đồng. Thì mình cảm thấy là anh Tình rất là vui vì đã mang được cái sức khỏe đến cho người thân của mình. Thì một chút nữa cũng mời anh Tình chia sẻ anh Tình nhé. Rồi bây giờ mời Anna Trà Giang chia sẻ trước, mình sẽ mở mic cho Anna Trà Giang ạ. Rồi xin mời Giang ơi, em có thể chia sẻ được rồi đó Giang Xin mời Giang nhé. Ok. Hello mọi người, tức nghe là mọi người nghe rất rõ em nhé. Ok. Cảm ơn lãnh đạo. Thật ra là Giang dùng bữa ăn hạnh phúc này cũng rất là lâu rồi, 4-5 năm nay rồi. Nhưng mà trước đây á thì đa số là mình sử dụng protein nhiều chứ mình không có pha với lại body K với lại chất xơ, mặc dù mình vẫn dùng riêng. Nhưng mà từ khi mà pha trộn ba cái sản phẩm này vô á thì mình cảm nhận rất là rõ cơ thể của mình. Mỗi sáng thì Giang dùng hay dùng vào tầm khoảng 7 giờ sáng, 7 giờ đến 7 rưỡi sáng. Thì thường nếu mà mọi người có follow trên group á thì mọi người cũng sẽ thấy Giang hay đăng bài. Thì tùy thôi mọi người thôi, tại vì Giang thì có thời gian ở nhà hơn nên là Giang có thể pha thêm với lại trái cây với lại một số thập cốc hoặc là một số cái thực phẩm củ quả khác, trái cây khác thì nó sẽ rất là ngon, rất là bổ dưỡng. Cái thứ hai nữa là sau khi Giang dùng cái bữa ăn này xong á thì Giang cảm nhận là một điều là cái năng lượng Giang đang làm việc cả ngày, tức là bình thường Giang cũng ít ăn nhưng mà Giang ăn cái bữa ăn này thì Giang làm việc cả ngày luôn, tức là có nhiều bữa lố cái giờ trưa luôn nhưng mà mình sẽ cảm thấy năng lượng của mình rất là tràn trề luôn. Có những cái anh nam mà đi làm chung với Giang thì lại theo Giang không có nổi, lại đuối sức sớm hơn Giang rất là nhiều. Và cái đó là cái đầu tiên Giang cảm nhận là cái bữa ăn hạnh phúc của mình rất là tuyệt vời. Cái thứ hai nữa là trước đây Giang có cái vấn đề bị rối loạn tiền đình á, nên Giang cũng hay bị đau đầu rất là yếu. Nhưng mà khi mà dùng cái bữa ăn hạnh phúc của mình đều xong á thì Giang cảm giác là cái sức khỏe của mình nó tăng lên rất là nhanh, nó rất là cải thiện rất là nhanh. Thứ ba nữa là giống như lãnh đạo có chia sẻ về cái chất xơ đó, thì trong cái chất xơ nó cũng có trong cái bữa ăn hạnh phúc, thì Giang cảm thấy là cái hệ tiêu hóa đường ruột của Giang rất là ổn, nó không có còn bị đau thắt cái đường ruột của mình như lúc trước là cứ một tháng Giang sẽ bị đau 2-3 lần. Và cái đó là những cái cảm nhận nhiều lắm. Nhưng mà Giang muốn chia sẻ thêm một chút, đó là cái bữa ăn này Giang dành cho ba của mình. Ba của Giang thì dùng cũng mấy năm nay luôn, nhưng mà cái vấn đề của ba Giang là trước đây là bị gần tới xơ gan á. Xơ gan thì bệnh viện trả về, nhưng mà khi mà Giang cho ba Giang ăn đều cái bữa ăn này kết hợp với một số cái dinh dưỡng khác thì cái sức khỏe của ba Giang ngày hôm nay rất là tốt. Vừa rồi ba Giang có đi Thái Lan thì nếu mà anh chị nào có đi chung thì sẽ thấy cái sức khỏe của ba Giang rất là tốt. Tại trước đây á, ba Giang là bị gan với lại bị tiểu đường á, nên là da dẻ nó rất là gớm, nó nhăn nheo mà nó rất là ghê. Thì bữa nay là da ba Giang là rất là hồng hào, rất là khỏe mạnh. Nhờ cái bữa ăn hạnh phúc này, và cái bữa ăn hạnh phúc thì ba Giang không có thiếu được, thiếu bất kỳ một cái sản phẩm nào, nhưng mà bữa ăn hạnh phúc thì không có thiếu, lúc nào cũng có bột ở trong nhà hết.
Và đó là một số cái cảm nhận của Giang, còn nhiều cái người khách hàng nữa, nhưng mà có thời gian nhiều Giang sẽ chia sẻ cho mọi người, thì sẽ nhường cái quyền này lại cho anh Tình. Anh Tình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người. Ok, rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Giang ạ. Ok, lãnh đạo. Cảm ơn phần chia sẻ của Giang rất nhiều nhé. Rồi, bây giờ thì đang có một cái câu hỏi của anh Hùng. Đó là anh Hùng muốn dùng cái bữa ăn hạnh phúc này cho việc giảm cân và tăng cân thì dùng như thế nào? Các anh chị có thể ghi lại, mình sẽ chia sẻ luôn các anh chị nhé. Cảm ơn Giang là phần chia sẻ rất là chân tình, và Giang chính là người cực kỳ yêu sản phẩm của Amway, thì Giang chắc chắn sẽ là FC, là Brand Ambassador trong Amway, tại vì người yêu sản phẩm của Amway sẽ là yếu tố đầu tiên để có thể thành công trong cái sự nghiệp kinh doanh Amway này. Rồi, vậy thì là anh Hùng hỏi là muốn dùng cái bữa hạnh phúc này cho việc tăng cân và giảm cân như thế nào. Nếu các anh chị muốn giảm cân đó anh chị, thì anh chị thay thế bữa sáng bằng bữa hạnh phúc và thay thế buổi chiều tối bằng bữa hạnh phúc giúp mình, thì người đó sẽ giảm cân. Tại vì người đó cắt được hai cái bữa ăn lớn cung cấp rất là nhiều calorie và làm cho họ dư cholesterol và dư gluco, thì làm cho họ tăng cân, thì nên giảm khẩu phần ăn, hoặc là thậm chí cắt luôn cái phần ăn buổi sáng và buổi chiều tối bằng thay bằng bữa hạnh phúc, là chắc chắn là người đó là sẽ giảm cân đó, và cộng thêm những cái loại dinh dưỡng khác, ví dụ như là Green Gym, CV Club hoặc là Double X dầu cá. Đó là cái cách mà chúng ta phối hợp anh chị nha. Còn những người muốn tăng cân á thì hãy ăn uống bình thường, nhưng các anh chị nha, là sau bữa ăn chúng ta bổ sung thêm một ly bữa ăn hạnh phúc, hoặc là chúng ta ăn trước một ly bữa ăn hạnh phúc sau đó chúng ta lại ăn bình thường, thì chắc chắn anh chị sẽ ăn ngon miệng hơn và anh chị sẽ cung cấp thêm những chất dinh dưỡng cho các anh chị, thì khả năng tăng cân sẽ cao hơn. Có nghĩa là chúng ta không cắt bữa ăn mà chúng ta lại bổ sung thêm bữa ăn hạnh phúc đối với người cần tăng cân anh chị nha. Đó, cho nên đó là cái việc bổ sung bữa ăn hạnh phúc thì tăng cân hay giảm cân thì chúng ta đều dùng được hết anh chị. Rồi, đều dùng được hết. Rồi, còn anh chị nào muốn hỏi thêm không? Anh Tình ơi, anh Tình có thể chia sẻ được chưa anh Tình? Nếu anh Tình chia sẻ được anh Tình chat cho mình biết nhé, tại vì anh Tình chưa có xác nhận cho nên mình chưa có mời anh chị anh Tình chia sẻ được các chị. Anh Tình cần phải xác nhận á. Rồi, ok, anh Tình xác nhận thì mình sẽ mời anh Tình rất là dễ luôn ha. Ok. Ok anh, rồi, vậy thì bây giờ anh Tình có thể chia sẻ được thì mình sẽ mở mic cho anh Tình lên. Rồi, cả nhà mình cho một cái tràng like cho anh Tình chuẩn bị chia sẻ. Anh Tình chia sẻ hai nội dung. Anh Tình giới thiệu về bản thân mình, những sản phẩm mà hiện nay anh Tình đang dùng và anh Tình tâm đắc cái sản phẩm nào. Và cái nội dung tiếp theo á là anh Tình chia sẻ là hôm nay anh Tình hạnh phúc và vui vẻ như thế nào khi anh Tình đã mang lại được cái sản phẩm Amway cho người nhà và người thân của mình anh Tình nhé. Rồi, xin mời phần chia sẻ của anh Tình ạ. Ok, được rồi anh Tình ơi. Chào tất cả các bạn. Rồi, mọi người đang nghe rất rõ anh Tình nha. Vâng à, Tình xin chào tất cả các anh chị nha. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ ạ. Rồi, anh Tình cứ tiếp tục đi anh. Mọi thứ đang rất tốt anh. Các anh chị ơi, các anh chị chờ một chút xíu, các anh chị chờ một chút xíu, tại vì cái mic của anh Tình đang bị khóa. Anh Tình có hai cái máy, anh Tình muốn sử dụng cái máy nào anh Tình? Đó, rồi. Mình đã mở cho anh Tình một cái nick rồi đó. Ok.
Được chưa? Alo. Rồi, rất rõ. Cái này cực kỳ rõ. Anh Tình nói đi ạ. Rồi, rồi, ok. Rồi, tốt lắm. Tức là mình vừa chia sẻ có nghĩa là mình dùng thường là cái dòng sản phẩm home á, Amway home á, là mình dùng nước lau nhà, nước rửa chén, giặt đồ. Tại vì đơn giản là khi mình tham gia Amway á, là bà xã của mình là có em bé, cho nên là mọi việc trong nhà hầu như mình làm hết. Cho nên là mình làm thứ nhất là để mình cảm nhận sản phẩm. Thật ra là mình cảm nhận sản phẩm, và khi mình dùng mình thấy tốt rồi thì bắt đầu mình sẽ tất cả những việc đó hầu như là mình dành làm với bà xã hết. Và từ cái khi mình dành làm như vậy á, tự nhiên cảm hóa được bà xã. Tức là bà xã hồi xưa thì nói chung là không có thích cái thứ nhất là kinh doanh em, cái thứ hai là đã bị dụ mấy lần đó, cho nên là rất là bị kỳ thị. Cho nên là ban đầu tôi cũng không nói, nhưng mà khi về trình làm xong thời gian hiện tại bây giờ bà xã cũng rất là dùng sản phẩm Amway rồi. Bây giờ là bà xã đã dùng những cái sản phẩm cao cấp hơn, ví dụ như là thực phẩm chức năng. Đó là một cái mà Tình cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc, bởi vì đơn giản là mình cảm hóa được cái người kế mình. Và hầu như là khi làm Amway là cái người đó là cái người khó khăn nhất mà cản đường mình nhiều nhất trong tất cả các cặp gia đồng khác chứ không phải riêng mình. Cho nên là mình cảm thấy là mình hạnh phúc. Đầu tiên là mình có nghĩa là mình cảm hóa được cái điều đó, có nghĩa là mình trong công việc kinh doanh mình cực kỳ dễ. Và sau này hầu như là Tình tham gia với đội nhóm, Tình đi về, mọi thứ bà xã rất là hoan hỷ. Đó là cái hạnh phúc đầu tiên khi mình tham gia Amway, cho mình cảm thấy rằng ngoài sản phẩm tốt ra thì Amway còn mang lại nhiều thứ hơn, giống như slogan của Amway vậy đó, mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Trong đó là Tình cũng đang hưởng cái phần đó. Thì đó là cái phần đầu tiên. Còn cái vế thứ hai nữa là thật sự như là hai ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Bình, cảm ơn mọi người. Thật ra là mọi người trợ duyên rất là nhiều cho nhau. Em mình là đang bị bệnh ca, thì thật ra là em bên vợ thì bé bị bệnh ca, thì đến vào đây là hai ngày rồi để chờ để xét nghiệm á, thì sáng như là sáng hôm qua vào để xét nghiệm xong thì bác sĩ nói một câu, tức là bây giờ là hiện tại bây giờ đi về ngoại lấy bảo hiểm vào đây vì chi phí rất là mắc để chuẩn bị vào thuốc. Thì trước đó thì Tình với anh Bình đã gặp, đã làm tư tưởng mọi thứ hết rồi, và hiện tại vậy em nó có nghĩa là quyết định là không có vào thuốc và hóa chất, và sẽ tin tuyển tuyệt đối vào cái dinh dưỡng mà mình dùng. Và cho nên là Tình rất là hạnh phúc là vì đơn giản là cảm hóa được các bạn đó và những người nhà xung quanh của bạn đó, và bạn đã quyết định dùng cái bữa hạnh phúc và thêm một số cái sản phẩm khác để hỗ trợ cho bạn nữa. Thì Tình đang có một niềm vui rất là lớn và có một niềm tin cực kỳ lớn luôn là bạn này sẽ khỏi. Tại vì thật ra là bạn chưa có đến nỗi gì lắm, có nghĩa là anh Bình cũng thấy là bạn đó thì vẫn còn là khỏe khoắn mọi thứ, nhưng mà vấn đề là không biết trong như thế nào, nhưng mà ở ngoài các bạn còn rất là tươi. Cho nên là Tình cảm thấy là rất là hạnh phúc, và thông qua cái buổi họp ngày hôm nay cũng là cảm ơn tất cả các anh chị liên quan đã trợ duyên cho em mình có được một cái thức ăn nó tốt như thế. Thì hy vọng rằng tháng sau của anh chị sẽ nhận được cái niềm vui từ cái kết quả mà sản phẩm nuôi chua lai mang lại các anh chị ha. Dạ, cảm ơn anh chị nha. Dạ, cảm ơn anh Tình rất nhiều. Phần chia sẻ phải nói là rất là tuyệt vời, đúng không anh chị? Rồi, mình cũng chúc cho trường hợp và sức khỏe của em anh Tình sẽ chuyển biến cực kỳ tốt. Và có sự hỗ trợ này là có sự hỗ trợ của Trung Hoang, sự hỗ trợ của Đức, sự hỗ trợ của Ngân nữa, đúng không? Và rất là nhiều đúng, sự đúng. Hỗ trợ nữa. Đó, các anh chị đó là chương trình chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Thì mình cũng nhắc các anh chị một điều, đó là vào chiều ngày 20 tháng 7 là thứ Năm, chúng ta có một cái buổi Super OBB với một diễn giả đến từ Thái Lan đã trở thành Diamond và nghỉ hưu hơn 30 năm các anh chị. Hiện nay mỗi tháng thì ông chích 20% cho cái quỹ từ thiện, tiền của mình cho quỹ từ thiện và ông đi du lịch vòng quanh thế giới. Ông là người làm việc chỉ có 2 năm mà đạt được vị trí là Diamond thôi. Và với phương pháp làm 6 lesson của ông thì hiệu quả cực kỳ cao các anh chị nha. Đồng thời á, là hiện tại ông đã ký luôn cái tiền của mình, khi mà ông ta mất thì 100% thu nhập trong Amway sẽ chuyển vào quỹ từ thiện. Cho nên chúng ta cần phải đi gặp những người có một cái trái tim lớn trong sự nghiệp kinh doanh Amway. Vé thì hiện nay rất là hiếm. Các anh chị nào mà chưa có thư mời, chưa có vé thì nhanh chóng liên hệ với tiếng trên của mình để chốt, để đặt vé. Là vé là 50k cho một buổi chiều từ lúc 12:30 cho đến là 17:00 tại siêu thị Bixi các anh chị nha, tại Học viện Amway.
Rồi, hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai. Thì các anh chị hãy mời bạn bè mình vào. Ngày mai chúng ta có hai nội dung chương trình các anh chị nha. Nội dung chương trình thứ nhất là OBB theo kiểu tiêu dùng thông minh, là Bình cũng sẽ chịu trách nhiệm chia sẻ vào ngày mai luôn. Các anh chị cứ mạnh dạn mời bạn bè mình vào nghe. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ cái quy trình, cái cách mà chúng ta vận dụng Zoom làm việc vào mỗi buổi tối như thế này là như thế nào. Làm cho các anh chị ngày nào cũng có một ca giới thiệu người mới hết, làm cho các anh chị lúc nào cũng nhiệt huyết hết, thì đó là một cái cơ hội để giúp cho các anh chị thực hiện được cái dự án Rosumer, cái dự án 700 người để chúng ta có thể thành công. Giả sử một ngày chúng ta nói chuyện cái gì không cần biết, buổi tối thì chúng ta gom lại để chúng ta tư tưởng thêm. Và mình muốn á, là lúc sau á, phần cuối như thế này nè, không phải là mình chia sẻ nhiều mà các anh chị sẽ là người chia sẻ nhiều nhất. Các anh chị có đồng ý không ạ? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau chụp một cái tấm ảnh lưu niệm khi mà các anh chị cùng tất cả chúng ta sẽ mở màn hình lên hết các anh chị nhé. Rồi, chúng ta mở màn hình lên, chúng ta chụp, tại vì chúng ta cũng còn có ít phút, ít giây nữa là kết thúc rồi. Hết cái phòng họp Zoom rồi. Rồi, xin chào anh chị, tất cả chúng ta cùng nhau giơ số 2 lên được không ạ? Yeah. Yeah, rồi, ok, ok, yeah, xin chào, cười đúng không ạ? 2, 3, chi. Yes, Đức ơi, Đức, yes. Rồi, thấy Đức rồi, ok, rồi. Xin chào, tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon, hẹn gặp lại.